Mình là Duy Ba đây. Đấy, thì trước khi xem nhá, các bạn nhớ cho mình một like, một xem, đăng ký nha. Đây, hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với gọi là đúng rồi, chiến binh của trận chiến của các loài mèo và các con vật khác đấy, có hay được gọi là trận chiến viễn vong mèo xâm lược thế giới, thế nó dễ đấy. Ok, bây giờ mình mua mấy cái đồ này tí trước đã coi là cái sao này mình chưa mua phát nào này. Ok, mình sẽ mua thật nhiều cái sao này, cái Ricard mà lại Ricket đấy các bạn. Đó, mèo học giỏi. Và xin Biner up. Đấy, thế là dễ đấy. Rồi, giờ chúng ta sẽ vào đấu xem những quân nào mình sẽ sử dụng. Mình sẽ đấu ở New York, ở Mỹ. À thôi, đấu cái nước nào mà lạ. À, Machu Picchu. Ui rồi nha, quả tên phát là thấy nhức não rồi các bạn. Quả tên nhức não luôn bạn ạ. Ơi, này mình cũng trang bị mấy cái khác luôn kìa. Ôi, chắc là lần này là mình sẽ chơi chay thôi, chứ còn chơi kiểu kia nó hơi gọi là ăn bẩn đấy. Ok, ok, 480 để lên đấy, cho cắn thoải mái nhá. Nhà anh chả có gì ngoài điều kiện như thế nên cho cắn thoải mái đấy, hỏng lại xây lại. Ok, mình thực tế mình có pháo đài laser rồi này, bắn phát lúc hết luôn, mình chả quan tâm. Alo, đù cần đau phết đây, 2000 máu kìa. Được rồi, level 7 còn 1000 máu, 1000 nữa rồi. Cắn đến khi nào thì không thì cắn được nữa thì thôi, cắn đến khi nào gãy răng thì thôi nhé. Này, mình sẽ cho con đầu tiên ra chính nhà bà mẹ sumo. Kính chưa quen bà mẹ sumo đấy. Cầm chảo và cầm cái sọ. Này thì đi chơi không học hành ấy. Bà ui, đập cho dụng mõm rồi kìa. Nhờn. Ô, la xe đồng trưởng rồi cho nó cắn đi. Bà mẹ sumo có vẻ hơi yếu hơn thì phải. Cầm hai cái vỗ đúng lúc keng keng kìa. Nó sẽ đến The Right. Khủng long, khủng. Đây người ta gọi là khủng long. Ui ôi, nó cuốn kiểu bản đen luôn kìa. Ôi, khinh thường kẻ đi địch và cái kết đấy. Thôi, cho mèo Titan ra, cứ bắt chưa. Này, chơi lớn rồi này, one hit này, đệ tử sai này. Ui, không chết được cả. Không biết à, nó phải như thế. Ui, xúc phát chết luôn được cả. Mèo Titan đó, mèo Titan này. Đây là mèo Titan. À, mẹ Sumo đập fire vàng cách luôn nhưng mà hơi yếu đấy. Khủng long, ui, ấy khủng long bắn nước bọt kìa, khủng long bắn nước bọt qua đã. Đây đi nhìn đi, đấy nó bắn nước bọt kìa. La xe thần trưởng. Ok thôi, chắc là không cần sự giúp đỡ của thánh nhân thánh mèo đấy, chúng ta không thể sử dụng được. Mình chưa sử dụng đội quân mèo baby mom. Baby thì là con của mẹ. Con mẹ. Anh trái tim, ui nhìn kinh nhé. Ước gì ở đây có chữ skip để mình skip qua nó nhanh. Nhưng kia không có các bạn ạ. Đời không giống như là mơ. Đây là mình sẽ cho full bà mẹ sumo luôn nhá. Này, mẹ gọi là đánh con không được, luyện võ sumo. Đấy, muốn giảm cân nhưng không được, thành sumo. Dài quất luôn được con voi. Đâu như thế, lấy thịt đè người. Wow, con nhìn kia, amazing, good job. Là gì đại pháo. Wow. Vâng, thế quái nào làm mẹ làm sumo đúng rồi. Bị ăn hành rất kinh. Mấy con củ chuối đập kinh với cất quân đạo rồi. Không đủ sức để cân lại luôn kìa các bạn. Mình đã bật kích đi rồi đấy. Ui à, càng dữ hơi nhưng mà vẫn đẩy để áp đạt được bạn ạ. Ơi, quá chiên là có quyền mà. Đấy, xã hội này nó như thế đấy các bạn. Yên tâm. Chết bao nhiêu buồng lấy nhiêu được. Vâng, địch đang bị gọi là dồn đến nước đường cùng rồi. Vợ ơi, chết, lật kéo trắng. Không thể được, lại phải nhờ sự giúp đỡ của God. Chúng ta sẽ sử dụng Healing, hồi phun máu tất cả vào mẹ chén ta. Một nửa rồi, sức mạnh này chỉ một nửa rồi. Chà, hồi phun máu. Yeah, sức mạnh tinh túy, phun máu. Rồi, phun máu rồi. Đập tiếp. Ôi nhưng mà có vẻ không ăn thua rồi. Sấm sét đi. Gọi là water, what? Đấy,
What the god? Sát đâu? Lại lên đâm nháy luôn kìa bạn. Ui, shit, wow. Ui, bay máu hết rồi kìa ơi. Còn cái con màu kia thì kìa. Nhờn à. Ây trời ơi, thấy chưa? Sức mạnh đấy bạn, sức mạnh đấy. Nào, xông lên. Nghe phê nhỉ. Những như điệu video hồ. Muốn khá bạn như bạn. Quân bị cạn kiệt rồi. No. Lần đầu tiên mà đánh có một trận thôi mà căng kinh khủng quá nè. Gót. Dạ. Mình ăn. Ra rồi con ơi. Thôi, có vẻ như bà mẹ Sumo yếu quá. Chúng ta sẽ sử dụng Dragon phun nước miếng. Đây, Dragon phun nước miếng. Phẹt. Đấy, nó phải như thế. Nó phải gọi là bắn nước miếng. Phải đáng của cướp bên ạ. Đấy, bắn gọi là địch thích bẩn quá. Ấy, chết, gọi nhầm mèo Titan rồi. Thôi kệ đi. Đó. Trời, bắn nước miếng tới mức. Ôi, Kankuru. Voshi Kankuru đấm lên vô vào mặt luôn kìa các bạn. Ui, nhưng không ăn thua. Vâng, rất tốt nhưng mà rất tiếc bạn ạ. À, mèo Titan này đấm lên này. Này, đệ Saitama ấy. Đừng có đùa nhé. Ao liền. Bị ao liền. Nhờ cái đấy là bây giờ có chắc là mình sẽ chuyển đến là Moon là mặt trăng các bạn. Đấy, để mình sẽ show. Ai chà, nốt này thôi bạn. Đấy, show nhanh cái. Bèo. Thánh của loài mèo đã hồi sinh rất nhiều loài mèo. Và đây, mình cũng chả hiểu con này có phải mèo hay không. Nhưng, ui rồi, con ơi, wow, amazing. Nhưng mà con này nó không đánh, thế nên mới tiêu chứ. Mình cũng chả hiểu tại sao con này nó không đánh cơ, nó rất ít đánh nhá. Đấy, bây giờ, cái này là đứa trẻ mặc đồ kiểu thỏ phục sinh nhá. Đấy, mặc điều của thỏ phục sinh nhìn rất là ngây thơ. Nhưng lại vác theo một cái con người là gì đó rất là kinh khủng đằng sau, vâng. Đang đấm nhau với vật người các bạn. Vật người mà rất mạnh luôn các bạn. Đây. Nhìn mặt rất là ngây thơ nhưng ấy vác nguyên một con khổng lồ đằng sau đi kia thì. Úi giời ơi. Nào cháu mình cái này mình nhảy liên tưởng đến là Freddy gì các bạn quên rồi. Cái này là Freddy ấy. Mặt người à. Liệu mặt người có thể chống lại được sấm sét của God không? Santo. Quang. Ờ, cái này trong sự kiện chứng phục sinh này các bạn. Chứng phục sinh này. Đấy. Chọp. Bèo. Ui. Không nớp. Đúng là sức mạnh của thần. Wow. Mạnh hơn cả thần rồi. Vâng. Cho thêm nữa đà đấy. Mặt rất là ngây thơ. Ôi. Mà mình giờ mình để ý nhá. Con này. Cái này thì cháy quan gì đến loài mèo. Thế mà ông cho vào. Cháy hiểu kiểu gì. Không hiểu kiểu gì con ạ. Không liên quan đến loài mèo mà không cho vào. Là lý. Rồi, sức mạnh sấm sét tiếp. Một đòn không chết thì hai đòn. Giật nhanh lên đấy. Đùm. Bình. Bình. Ba tia sét sẽ bị giật xuống đất. Mặc dù trả trứng tiền nào nhưng vẫn chết. Đấy, thế nó mới gọi là ma gích nha các bạn. Đó. Trả tiền nào trúng mà vẫn chết. Lạ thế nhờ. Ôi, đẩy lùi các bạn. Quay kinh ghê. Ờ, đẩy lùi. Bay phọt về sau. Lốc xoáy. Ôi thấy bóng chết kìa. Mạnh dữ bay. Có vẻ như là mặt người hơi mạnh quá. Và cái con này của mình nó không có cơ hội để gọi là thể hiện được bạn. Buồn tê. Ôi. Không ở đây nhá. Về kia vùng đất cũ. Đấy, về vùng đất cũ. Chuột này đánh cho nó nhanh. Đấy, thế thì nó dễ nha. Màu mè làm gì đúng không em? Màu mè là tốn tiền điện lắm. Chi phí màu mè, chi phí điện điện đấy. Vì thế nên chúng ta làm một mạch luôn cho nó nhanh. Rồi, nhanh lên. Rồi, ra để ý. Này thì con này rất ít đánh các bạn, mình chả hiểu sao rất ít đánh. Chỉ đến khi vào nhà mới đánh. Đấy, giờ này thì ba mẹ Sumo đập cho gọi là lên bờ xuống ruộng, ngồi sau lại chuối ngắm gà quả thân luôn nhá. Đấy, thế cho nó dễ.
nó chạy trên đông lắm. Cho con khủng long phỉ nhổ ra thì nhanh, bắn nó nhanh. Này thì này. La xe thần trưởng đây đây này. Đến lúc này nha, nó sẽ này. Ui rồi, nó quăng con kia, nó đập một phát luôn kìa bạn. Thêm một phát, vỡ luôn cái tượng bạn ạ. Nhưng mà thôi, chắc là video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn đấy. Nếu có ai dành cho mình một like, một share, một đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.